Rồi, xin chào mừng các bạn. Hiện tại thì Tú đang đứng ở vị trí là một thị trấn Chamonix, ngay cạnh đỉnh núi Mont Blanc. Đây là đỉnh núi tuyết rất là nổi tiếng của nước Pháp. Và hiện tại trong chương trình này, đoàn đang di chuyển đi tham quan chương trình là 4 nước Pháp, Thụy Sĩ, Ý và Vatican. Và hiện tại thì đoàn đang di chuyển, đang ở nước Pháp. Đây là một cái đỉnh núi nằm trong dãy núi Alper. Và xung quanh quang cảnh với mùa thu, lá vàng rất là đẹp. Và phía xa là hệ thống đỉnh núi tuyết, trắng xóa đỉnh núi tuyết. Mùa thu lá vàng khắp hệ thống cánh rừng đây, đó là lá vàng. Rồi đây là một thị trấn rất là yên bình. Và trong chương trình hành trình khám phá tour châu Âu 4 nước thì công ty Viettourist thiết kế những chương trình tham quan những điểm rất là nổi tiếng và hấp dẫn. Rồi, quý vị thấy có thể thấy là những ngôi nhà được xây dựng với lối kiến trúc hết sức là đặc sắc. Và hiện tại đang là mùa thu ở đây, với nhiệt độ ở ngoài trời đang khoảng 7 độ C. Bởi vì bây giờ hiện tại tôi đang ở độ cao là hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Rồi, và đây là một con suối chảy từ núi tuyết, với quá trình tan của tuyết tan thì đã tạo ra một cái dòng suối chảy dọc theo thành phố nhỏ Chamonix. Rồi hầu hết những công trình kiến trúc nhà đây được thiết kế là được sử dụng vật liệu là gỗ rất là nhiều, bởi vì chất liệu gỗ nó có tác dụng là sẽ giữ ấm. Vào mùa đông thì ở khu vực Chamonix này sẽ tổ chức rất là nhiều hoạt động, đặc biệt là hoạt động tham gia trượt tuyết. Một màu vàng rực của những tán lá mùa thu. Trong chương trình này hiện tại thì hệ thống khách sạn công ty đang sử dụng là hệ thống khách sạn 3-4 sao ở những vị trí rất là trung tâm, giống như khách sạn hiện tại đang ở là ngay ở trung tâm của thị trấn Chamonix. Rồi nhìn phía xa, chỗ đang ống khói đang bay lên chính là khách sạn của đoàn đang ở, tức là ở vị trí sát trung tâm, giữa trung tâm. Xung quanh đây thì cũng có rất nhiều những shop bán đồ dành cho những người đi trượt tuyết hay là đồ để giữ ấm. Đẹp lắm em.
Rồi, đây giới thiệu là chị Mai tham gia chung với hành trình tour. Đi chơi vui không chị? Chào, vui, rất là vui. Khách sạn đẹp không chị? Đẹp luôn á. Nhưng mà khách sạn đẹp không? Đẹp. Hướng dẫn đẹp không? Đúng, đẹp. Quá đẹp. Dọc khu này đó con. Rồi, Tú đang tiến tới đó là khu vực ở ga cáp treo, ga cáp treo lên đỉnh núi Mông Lăng. Với hệ thống cáp treo này mình sẽ sử dụng di chuyển khoảng 20 phút thì sẽ lên tới đỉnh đỉnh núi để ngắm toàn cảnh tuyết, giống như cảnh bồng lai tiên cảnh, rất là đẹp. Đây hiện tại đang ở Chamonix của Pháp em ơi. Thấy xa xa núi tuyết. Rồi, phía trước mặt đây chính là tấm biển Chamonix Mont Blanc. Arguel du Midi, tức là lên ở độ cao. Hệ thống cáp treo này hiện tại thì tôi đang đứng ở độ cao là 1030m, và nếu mà di chuyển lên tới đỉnh núi thì ở đây có thể hiện rõ độ cao là 3842m. Rồi, quý vị cùng xem. Rồi, thời tiết ở đây dưới ánh nắng buổi chiều, tuy nhiệt độ khoảng 7 độ C nhưng mà với cái độ ẩm thấp, nên là chính thế mình cảm giác cũng không quá lạnh. Rồi, nếu lên tới đỉnh đây đỉnh núi. Rồi, dưới đây là khu vực quầy bán vé, nhưng mà bây giờ hiện tại đã hết giờ cáp chạy, chính thấy là đang tạm nghỉ rồi. Cảnh sắc hết sức là tuyệt vời. Vâng, nếu có điều kiện, có thời gian, hãy một lần chiêm ngưỡng để thưởng thức đỉnh núi tuyết Mont Blanc. Ở đây thì tuyết phủ đỉnh núi là quanh năm, mùa hè, trong mùa hè thì vẫn có tuyết phủ.
Yuri Hằng, bữa nào nói Ngọc Tuấn bốc một chuyến cho em đi Yuri Hằng. Rồi, hiện tại thì clip làm về thành phố Champions League tôi sẽ tạm dừng tại đây và tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên những hành trình. Trong chương trình ngày mai thì đoàn sẽ tiếp tục di chuyển từ Champions League xuống thành phố Milan, sau đó tiếp tục tham quan đó là Verdy. Đặc biệt trong chương trình này là công ty thiết kế có đi Verdy, là đi du thuyền trên hệ thống đó là cái sông kênh đào Verdy rất là đẹp. Và một số công ty khác thì có thể người ta sẽ cắt bớt Verdy đi để mà tiết kiệm một chút chi phí. Nhưng mà nếu mà đăng ký chương trình có ý thì mình hãy nên chọn có Verdy, bởi vì Verdy là cái đặc trưng của nước Ý. Rồi, xin chào các bạn.